cẩm nang mệnh hòa, trở nên giàu có hơn chỉ nhờ áp dụng phong thủy theo mệnh. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong ngũ hành thì hỏa là hành ám chỉ mùa hè, lửa và sức nóng. Hỏa có thể mang lại ánh sáng, hơi ấm và niềm hạnh phúc, hoặc cũng có thể tuôn trào, bùng nổ và thể hiện sự bảo tàn. Nếu nói về khía cạnh tiêu cực nào đó thì mệnh hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh. Còn ở khía cạnh tích cực thì mệnh hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng. Những người mạng hỏa thể hiện cho niềm đam mê và nguồn năng lượng tràn đầy, thể hiện cho sức mạnh của ý chí, để mang tới sức khỏe, may mắn, công danh, tài lộc, phát đạt cho những người mạng hỏa. Chúng ta cần phải nắm được những điểm mạnh trong phong thủy để phù hợp với bản mệnh, từ đó lợi dụng những yếu tố này để có thể gia tăng sức mạnh cho bản thân. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ cùng quý vị và các bạn đi khám phá cẩm nang từ A đến Z của người mệnh hỏa. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. 1. Hành hỏa là gì? Hỏa là một trong năm hành cơ bản của ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong phong thủy. Hỏa là viêm thượng, viêm là nóng, nhiệt, thượng là hướng lên trên. Chính vì hỏa có tính phát nhiệt, ấm áp, hướng thượng, hỏa có chức năng đuổi lạnh, trừ âm, tôi luyện kim loại. Hành hỏa đại diện cho sự công minh, bộc trực và công bằng, và người mệnh này luôn có trong máu sự đam mê, sự nhiệt huyết trong mọi việc. Họ luôn chọn những công việc thực hiện được ngay, không mất quá nhiều thời gian. Nhiều khi vì sự muốn làm nhanh thì lúc hợp tác với mọi người cũng tạo không ít những áp lực về công việc. 2. Tính cách, đặc điểm, vận mệnh của người mang hành hỏa. Ưu điểm: quyết định cực kỳ dứt khoát và nhanh nhẹn, nên hay chấp lấy được thời cơ tốt, xuất sắc khi nắm giữ vai trò lãnh đạo. Tính cách cởi mở, ấm áp, rất tốt bụng, họ hướng ngoại, có tính cách khá nhiệt tình trong mọi hoạt động, có sự chủ động trong công việc, sự nghiệp nên gặt hái được nhiều thành công. Nhược điểm: nóng vội nên họ khá thiếu kiên nhẫn, đó là lý do họ đã trải qua không ít những thất bại. Họ cũng là những người cả thèm chóng chán, khoa trương, kiêu ngạo. 3. Mạng hỏa hợp mệnh gì? Mệnh hỏa hợp mệnh gì? Xét trong mối quan hệ tương sinh thì mạng hỏa hợp với mạng mộc và mạng thổ. Ngoài ra, lưỡng hỏa thành viêm, dương hỏa mà kết hợp với âm hỏa thì sinh ra ngọn lửa lớn, không thể dập tắt. Do đó, sự tương hợp giữa hai hành hỏa càng giúp mạng hỏa tăng cường sinh khí, thể chất, tinh thần đều được tiếp thêm sức mạnh. Chồng hỏa, vợ hỏa. Đây là cặp vợ chồng rất hợp nhau. Cứ ở bên nhau, tiền tài sẽ nở rộ, con cái giỏi giang, cả đời bên nhau hạnh phúc. Chồng hỏa, vợ kim. Cặp vợ chồng có mệnh này thường hay khắc khẩu, dễ lỡ dở. Tuy nhiên, nếu học cách thấu hiểu thì đây sẽ là cặp đôi rất giàu có. Chồng hỏa, vợ mộc. Phú quý giàu sang một đời, sinh được quý tử giỏi giang, tài lộc đầy nhà, xứng đôi vừa lứa. Chồng hỏa, vợ thủy. Vợ chồng dễ mâu thuẫn, gặp nhiều trở ngại, gia đình khó khăn, tới già cũng khó an yên. Chồng hỏa, vợ thổ. Vợ chồng có mệnh này thì tiền tài luôn đầy ắp, họ có hạnh phúc viên mãn, vợ chồng đồng lòng nên mọi khó khăn đều vượt qua được. 4. Mệnh hỏa khắc mệnh gì? Hỏa khắc kim và khắc thủy, nhưng mạng hỏa theo ngũ hành được chia làm 6 nạp âm: tích lũy hỏa, thiên thượng hỏa, sơn hạ hỏa, phúc đăng hỏa, sơn đầu hỏa và lưu trung hỏa. Quan hệ tương khắc của 6 nạp âm này được viết như sau. Trong 3 loại nạp âm, phúc đăng hỏa, lưu trung hỏa và sơn đầu hỏa, nếu gặp phải hành thủy thì vô cùng khắc kỵ, sẽ bị dập tắt đúng nghĩa như nước dập lửa. Thủy khắc hỏa, khắc nhập mất phần phúc, còn lại là thiên thượng hỏa, tích lịch hỏa và sơn hạ hỏa thì lại kết hợp với thủy,
phải kết hợp với những người mệnh thủy thì mới phát huy được tối đa tính chất, cuộc đời sẽ càng sáng lạn hơn. 5. Mệnh hỏa hợp màu gì và kỵ màu gì? Tốt nhất là màu tương sinh. Theo ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, vì vậy người mạng hỏa sử dụng màu xanh lá cây, màu của mệnh mộc sẽ vô cùng tốt cho người mệnh này. Tốt nhì là màu tương hợp. Đối với những người mệnh này, đương nhiên các màu sắc thuộc hành hỏa cũng sẽ tốt cho họ. Màu sắc rất đặc trưng cho hành hỏa thường là những gam màu nóng như là đỏ, hồng, tím và cam đậm. Thứ ba là màu khắc chế. Hỏa khắc chế được kim. Nếu bạn thích có thể dùng màu của mệnh kim như là trắng, bạc, ánh kim. Tuy nhiên, chúng ta cũng hạn chế dùng các màu sắc này. 6. Mạng hỏa hợp hướng nào? Theo nghiên cứu về phong thủy, người mệnh hỏa hợp những hướng nam, tây nam và hướng đông bắc. Người này nên kiêng hướng tây và tây bắc, bởi hai hướng này thuộc hành kim mà hỏa lại tương khắc kim. Nếu như ở trong tình huống không thể nào chọn lựa hướng như ý hay là đã xây dựng nhà, người này có khả năng hóa giải bằng cách mở cửa chính, cửa sổ, kê giường ngủ về những hướng tốt để phù hợp với mệnh của bản thân. Hướng phòng. Nên chọn hướng của phòng và bàn làm việc theo một trong các hướng sau: đông bắc, tây, tây bắc, tây nam. Trong đó, khi bố trí kê bàn làm việc cho mình, dù là bàn ở cơ quan hay tại nhà riêng, gia chủ mạng hỏa nên lựa chọn các hướng này. Mạng hỏa thuộc tây tứ mệnh, do đó các hướng thuộc tây tứ trạch sẽ tốt cho người mệnh này khi đặt bếp. Phòng ngủ, hướng giường ngủ của gia chủ hãy chọn hướng cửa hành mộc hoặc hướng của chính hành hỏa. Cụ thể hơn, các hướng thuộc về mệnh mộc, mạng hỏa bao gồm đông, đông nam và hướng nam. 7. Mệnh hỏa mua nhà hướng nào? Biết được người mạng hỏa hợp với hướng nào, ta sẽ biết người mang mệnh ngũ hành này nên mua nhà hướng nào là tốt nhất. Hướng tốt nhất là chính đông, giúp họ phát về công danh, tài lộc, thuận lợi cho hôn nhân, tình duyên, giúp cho người này gặp nhiều thuận lợi, suôn sẻ trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. May mắn luôn tới vào những phút tưởng chừng mọi hy vọng đã tắt, giúp bản mệnh lật ngược thế cờ, thành công rực rỡ. Hướng tốt, chính nam. Hướng nam là hướng không tồi cho người mệnh hỏa, chưa kể đến việc căn nhà hướng này rất hợp với khí hậu Việt Nam, đông ấm mà hè mát. Hướng có thể lựa chọn là chính tây. Hướng chính tây ngũ hành thuộc kim có thể giúp cho đường tài lộc của mệnh chủ vượng phát, nhất là tài lộc đến từ đường công danh, sự nghiệp, nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Chú ý bài trí nội thất cho hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hướng xấu, chính bắc. Chính bắc theo ngũ hành thuộc thủy, thủy hỏa trước giờ xung khắc, không phù hợp cho nhau được gì. Vì thế, không phù trợ cho nhau được gì. Vì thế, xét trên mọi phương diện thì hướng nhà này đều là không tốt cho vận trình phát triển của gia chủ. Nhà dưới tầng hầm, ngũ hành thuộc thổ, thổ hỏa tương sinh, mà theo bát quái, hỏa nằm dưới thổ là quẻ di. Khi xuất hiện quẻ này thì có nghĩa là mệnh chủ chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân là chưa đủ, nhưng sẽ có cơ hội nhận được hoạch tài, song thời gian chờ đợi càng dài thì kết quả càng mỹ mãn. 8. Người mệnh hỏa nên trồng cây gì? Người mệnh hỏa cũng rất dễ chọn cây vì mệnh này có tính tương sinh với mệnh mộc. Một số gợi ý cho bạn lựa chọn là cây hoa trạng nguyên. Cây hoa cảnh có màu đỏ hợp với người mệnh hỏa. Cây ra vào. Cây ra hoa vào mùa xuân, không ngứa ẩm ướt, thích hợp trong khí hậu mát mẻ. Loài hoa mang ý nghĩa cho sự thành đạt, quyền quý. Cây hoa giấy mang ý nghĩa gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên trong gia đình và tổ chức, tạo sự gần gũi, bình yên, sự sung túc, may mắn. Nhiều người còn tin rằng hoa giấy đánh đuổi tà ma. Cây thiên mộc lan mang đến sự phát tài, may mắn, thuận lợi cho chủ nhân. Cây chuối tài lộc. Cây phong thủy quý hiếm, độc và đẹp, được nhiều người ưa thích, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Cây hoa trà đỏ mang ý nghĩa của sự hiểu biết, sự thông thái, trí tuệ. Nhiều người chọn lựa loài hoa có màu đỏ dễ trồng trong nhà với sự rực rỡ và ý nghĩa mà chúng mang lại. 9. Mệnh hỏa hợp với nghề gì? Hợp với nghề thuộc hành mộc, cửa hàng nội thất, đồ gỗ cho gia đình, đồ gỗ trang trí, thư viện sách, vật tư văn phòng, vật phẩm tế lễ hoặc hương liệu, hoạt động từ thiện. Nhà xuất bản, văn hóa, sản xuất in ấn, công ty phát hành sách, tạp chí, báo, viết sách, nhà báo, nhà văn.
dệt may, thời trang, nghệ thuật, âm nhạc, tâm lý học. Các lĩnh vực liên quan đến động vật như chăn nuôi, thuần dưỡng và thú y, hợp với các nghề thuộc hành hỏa. Công việc có liên quan đến lửa hay ánh sáng mạnh, ví dụ như nghề nhiếp ảnh gia, đầu bếp, diễn viên, ca sĩ, hóa trang, nấu nướng, hay những công việc văn phòng mang tính chất cộng đồng, làm những dự án cần đòi hỏi có mối quan hệ rộng rãi. Kỹ thuật điện tử, in ấn, năng lượng mặt trời, ắc quy, xăng dầu, nghề hàn, trình diễn, nghệ thuật. Có thể làm các ngành thuộc hành kim như kinh doanh máy móc, vật liệu cơ khí, cơ điện, sắt thép, phụ tùng xe, bán đồng hồ, kính mắt, phế liệu, luyện kim, đúc hàn, buôn bán đồ trang sức, gia công kim loại, sắt thép, phụ tùng xe máy và ô tô. Ngân hàng, tài chính hoạt động cổ phiếu, trái phiếu, thiết bị quân sự, văn phòng, kiến trúc sư, gia công đồ kim loại, đồ trang sức, mài giũa vàng bạc. 10. Mệnh hỏa hợp xem màu gì? Màu tương sinh, màu xanh lá cây được coi là màu thích hợp của những người mệnh này. Nó sẽ giúp cho gia chủ thêm tươi mới, bản thân chiếc xe ít bị hư hỏng hơn. Nên nếu cảm thấy rằng một chiếc xe màu xanh lá cây như vậy thì quá nổi bật, thì bạn có thể lựa chọn màu khác. Màu tương hợp, màu đỏ, hồng, cam. Màu đỏ mạnh mẽ, màu hồng dịu dàng, màu cam quyền lực. Màu bị khắc, theo ngũ hành tương khắc thì thủy khắc hỏa, do đó người mạng hỏa kỵ nhất là màu sắc quen thuộc của hành thủy như đen, nước biển, sáng. Việc mua xe hợp mệnh quan trọng, nhưng việc mua xe mà bạn thực sự thích còn quan trọng hơn. Vì thế, bạn nên ưu tiên màu xe theo sở thích của mình. 11. Đá phong thủy treo mệnh hỏa. Theo ngũ hành tương sinh, tương khắc, bạn có thể lựa chọn đá phong thủy dựa theo màu sắc phong thủy. Màu sắc tương sinh, màu sắc đặc trưng cho hành mộc là xanh lá. Đá phong thủy bạn có thể chọn như thạch anh tóc xanh, cẩm thạch, ngọc bích, sapphire, xanh lá, đá lông công. Màu sắc tương hợp, khi sử dụng những gam màu tương hợp cũng mang lại năng lượng tốt cho bản mệnh. Một số màu sắc của mệnh hỏa như hồng, đỏ, cam và tím tương hợp với mệnh cũng là những màu mà bạn nên ưu tiên. Một số đá phong thủy có thể kể tên như thạch anh tóc đỏ, thạch anh tím, thạch anh hồng, ruby, sapphire, cam, mã não đỏ. Màu sắc chế khắc. Hỏa khắc chế được kim nên những người mạng hỏa cũng có thể dùng màu thuộc mệnh kim là trắng, xám, phi. Việc đeo những đồ phong thủy màu sắc này sẽ rất phù hợp với những người có tính khí nóng nảy, sẽ mất bình tĩnh và khó cân bằng cảm xúc. Khi muốn thay đổi, người mạng hỏa có thể sử dụng đá thạch anh trắng, thạch anh tóc trắng, kim cương. Màu sắc hạn chế sử dụng. Do hỏa sinh thổ nên thổ khiến hỏa suy yếu, vì thế bản mệnh nên hạn chế sử dụng màu vàng, nâu đất. Những người mạng hỏa nên hạn chế sử dụng đá mắt hổ vàng nâu, thạch anh vàng, thạch anh khói vàng, mã não vàng, cẩm thạch vàng. Màu sắc kiêng kỵ là hỏa. Thủy tương xung nên những người thuộc mệnh hỏa tránh những màu sắc thuộc hành thủy màu đen, màu xám, xanh nước biển. Những màu này sẽ mang lại vận xui xẻo cũng như điều không may mắn đến cho họ. Không nên đeo các loại đá aquamarine, đá thạch anh, đá thiên thạch, thạch anh đen, đá hắc ngà. 12. Mệnh khuyết hỏa. Theo khuyết mệnh học, những người khuyết hỏa sinh vào mùa đông từ mùng 8 tháng 11 đến 18 tháng 2 dương lịch, dư thủy, thiếu hỏa. Ngày sinh vào tháng Hợi, Tý, Sửu và tháng Dần, đầu xuân đều có thể tự tay lạnh giá vì ngũ hành thiếu hỏa, do đó dụng thần là hỏa cũng gọi là mệnh khuyết hỏa. Những người này đi ngủ có thói quen bật đèn cả đêm, có nghĩa là nếu tắt tất cả các đèn trong nhà sẽ ngủ không ngon. Mệnh khuyết hỏa luôn có xu hướng hấp thu hỏa, trong khi các thiết bị, đồ dùng đều bị hút mất hỏa tính. Vì vậy, đồ dùng điện trong nhà càng nhiều càng tốt. Những người này khi về nhà, việc đầu tiên của họ là mở tivi, máy nghe nhạc. Buổi tối khi đi ngủ cũng thích mở tivi suốt đêm, đến giờ dần, 3 giờ đến 5 giờ sáng mới thức dậy để tắt tivi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.